Chị làm là bằng một ngày á, là chị làm 1.200 sản lượng á, mà chị cũng muốn là mua cho con một đôi giày á, mà không lương thấp quá không đủ đấy cho con đấy. Có chứ, sống ở nhà lúc nào chẳng nghĩ đến quân, ai đi thì cũng phải nhớ đến quân chứ. Nghèo thì mình cũng phải phải lo cho quân, cũng cũng phải đến nơi đến chốn chứ. Dạ, con làm được tiền rồi nuôi anh em nên con không được vào với mẹ. Dạ, con nhớ mẹ. Em thấy công việc của em là rất áp lực vì vì sản lượng á, nãy á, sản lượng thì nó phải quá áp lực chứ chị. Có lúc con còn xỉu nó ngất ở đây luôn á, rồi ép nó quá rồi không nó thì lại đe dọa đây. Sau một ngày làm việc em thấy cảm thấy cũng mệt đấy chứ chị, vì chạy đi chạy vội á, cô còn phải may rồi không thì còn phải có lúc thì phải nín đói. 14 ngày phép thì người ta không cho về, người ta lúc mà không có hàng á, chắc cũng được chưa được gần năm rồi như vậy. Em tầm đi từ ngày nay đến ngày mai là chiều ngày mai 6 giờ là đi đến. Chị thấy rất là vui, nhìn quân là chị thấy vui lắm. Đây là nhà của ông bà đây, quán chị phải gửi hai bé ở đây cho ông bà đây. Con thấy mẹ về rồi vui ạ. Chị con thấy cỡ với mẹ. Con có một lỗi và cho mẹ với con với em được mạnh khỏe và sống với nhau. Như vậy các bạn bè đây mình cũng muốn là nói lên đấy, nói lên cho bản thân mình luôn, rồi bản thân cả các bạn bè rồi các công ty khác đấy, mình cũng như là có thể đại diện cho người ta đây, cho đỡ áp lực đi, cho người ta đỡ khổ khổ giống mình á.